cho năm nay nhóm bạn ạ. À, chị Quang Vân. Bạn cho đầm lại ôi khá nhóm bạn ạ. Rồi đúng rồi ha. Bạn cho đầm lại nhóm bạn ạ. Chị Ngọc Trần. Bạn cho đầm lại ôi khá nhóm bạn ạ. Chuẩn. À, chị Ngọc Trần phát âm cũng chuẩn đấy. Chị Su Su. Ban chót đầm lây oi khả nhâm ôm ban ọt. Đó, chuẩn luôn. Tốt. Chị Diễm Xuân. Ban chót đầm lây oi khả nhâm ban ọt. Đó, chuẩn luôn. Rồi, chị Bích Liên. Ban chót đầm lây oi khả nhâm ban ọt. À, đúng. Chuẩn. À, anh Lam Nhường. Ban chót đầm lây oi khả nhâm ban ọt. À, ok. Cảm ơn nhiều ha. Rồi đúng rồi ông anh Hồng chị Hồng Phấn. Chị Hồng Phấn. À, anh Hàn Thanh. Anh chốt đâm lấy ơi kha nhâm băng sọt. À đúng rồi anh Trịnh Quốc. À anh chốt đâm lấy ơi kha nhâm băng sọt. À chuẩn. Chị Bích. Bánh chóp đồng lây ôi khu nhóm ba nọ. Rồi đúng rồi, phát âm chuẩn. Nhóm của mình thì thường là em thấy là ai cũng phát âm cũng tốt đấy. Nhưng mà chưa gặp những cái từ khó ha. Có nhiều từ nó sẽ có âm tiết tới 4 âm trong đó luôn. Giống như là nó có từ là Apaparama. Mấy cái từ đó từ sâu, nó là từ chuyên môn Apaparama. Nó dính lẹo với nhau luôn. Hơi khó. Rồi, không sao, từ từ ha. Chị Nhung, để em xem. Chị Nhung Trần. Nãy giờ chị Nhung Trần này em kêu em gọi tên hai ba lần mà không nghe trả lời ta. Hay là chị không biết cách mở. Ái Muội. Bành chốt đầm play oi khnhom ban ot. Dạ chuẩn ha. Bành chốt đầm play oi khnhom ban ot. Cảm ơn các anh chị nhiều ha, đã phát âm chuẩn lắm, tốt. Thì khi mà mình nói từ giảm giá phải nhớ là từ giảm giá là bành chốt đầm play vậy thôi. Thì từ giảm là gì? Bành chốt giảm là bình cho. Thầy ơi, thầy nói lại cái vụ hồi nãy thì nói là bình chót với lại chót đầm lại đi, đầm lại. Cho đầm lại, cho đầm lại là xuống giá. Còn chót đầm còn bình chót đầm lại là giảm giá. Giảm, hả? Đúng rồi. Bây giờ mình phân biệt nè. Phân biệt đơn giản lắm. Ví dụ là họ nói là bình cho. Bình cho là gì? Bình cho là giảm. Bình cho. Hay là có thể nói một từ nữa là bình thôi. Bình thôi cũng được nữa. Nhưng mà cái từ bình thôi họ ít dùng. Sẽ nói những từ nào mà dùng nhiều. Thứ nhất là mình nói là bình cho ha. Bình cho. Bình cho. Bình cho. Thứ hai mình nói là bình, bình thôi. Bình thôi. Bình thôi. Oi oi thôi 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 viết gì thôi. Bình thôi. Hai cái đó, hai từ đó là nó có nghĩa là giảm đấy. Giảm nè, giảm. Giảm. Giảm ha. Rồi. Còn xuống, xuống là nói gì? Cho. 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 Xuống, xuống đó là lên xuống luôn hay đúng, sao thầy? Đúng, đúng, đúng. Dùng tất cả khi tất cả trường hợp xuống là mình dùng từ cho đây. Giống như là từ đi xuống. Đi có từ đi ở đằng trước là từ xuống. Cho. Xuống lên xuống đó, đúng rồi. Xuống giá. Xuống giá mà nói gì? Cho đầm lầy. Cho đầm lầy. Cho đầm lầy. Thực sự là cái từ giá có hai từ ha. Từ giá có hai từ, nhưng mà bây giờ mình chỉ dùng từ đầm lầy trước đi, cố gắng nhớ từ đầm lầy là từ giá. Em chưa dám chia sẻ một nghĩa mà nó nhiều từ quá nó làm cho mình gói thêm. Ha, nó làm cho mình gói, bây giờ mình biết một từ thường họ chỉ dùng trước. Cơ bản như thế. Giống như có nhiều từ giống như người Việt mình vậy đó. Người Việt mình có dùng từ một nghĩa mà nhiều từ. Một nghĩa mà nhiều từ. Theo cái cách họ nói chuyện đó. Có người này họ sẽ nói giống như người Việt mình có người dùng từ hơi tương tự. Ý nghĩa nó tương tự với nhau á. Rồi. Rồi mình hỏi giá có xuống hay không, hỏi như sao? Đầm lầy miên cho ọt. Đúng rồi, đầm lầy miên cho ọt. Đầm lầy là gì? Đầm lầy là giá.
miền miền là có, đúng rồi, miền là có, chọt là xuống, ọt ọt là không. À. Rồi chữ lên thầy, chữ lên sao? Làng, 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 cái lưỡi đánh lên chút xíu. Làng, 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 làng. Đầm lấy miền, miền làng ọt. Đầm lấy miền làng ọt. Phát âm gì? Làng. À, tiếng Khmer quan trọng, người Việt mình nói chuyện đâu có dùng cái lưỡi nhiều phải không, cái lưỡi đầu lưỡi và cái âm lưỡi ít dùng, nhưng mà người Khmer dùng rất nhiều. À, người dùng rất nhiều, đôi khi cái nói chữ... phải đánh nó lên cái chữ clơn nè thầy, clơn không có clơn, không có độc lập clơn, lơn thầy, lơn là lơn, là lên lên xuống luôn ha thầy, đi lên đi xuống như vậy. Dạ. Ừ, đúng rồi. Ừ. Đồng dùng đa ngữ cảnh luôn, cái lên đó là lơn gì thôi, lơn dùng đa ngữ cảnh luôn. Đồng lại min, đồng lại min chốt. Đúng rồi. Rồi. Rồi anh chị nào có thắc mắc về bốn câu của chúng ta, một câu, hai câu, ba câu, bốn câu đã học hồi nãy. À, thầy cho hỏi nhà này để làm gì thầy? Cái nào? Nhà này dùng để làm gì? Cái nhà này dùng để làm gì? À, anh muốn hỏi là cái câu mình muốn nói là nhà này để dùng làm cái gì phải không? Yeah. À, te ni tục đầm bay thơ ai, dùng làm cái gì nữa? Làm cái gì? Te ni pa te, để em viết chữ Việt cho. Rồi, em viết cái phiên âm ra thôi ha. Anh đợi em một tí xí, em tắt cái này, cái nó bị dính dính mạng. Em sẽ viết cái phiên âm cho anh dễ nhìn cái phiên âm theo đó để mà mình dễ, mình dễ đọc hơn thôi ha. Thầy ơi, mấy cái mình học với thầy có được lưu lại ở đâu? Có chứ, vậy? Có lưu chứ. Chút xíu gửi qua cho. Dạ dạ. À, xong 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 một giờ cái mình gửi qua để cho mình có bài mình xem. Dạ. Không lưu, không lưu là không có gì xem đấy. Pa 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 a pa a pa pa. A cha a cha te pa te. Cái từ này mà đọc là pa te. Pa te. Đôi khi phiên âm nó không chuẩn lắm nhưng mà mình nghe pa te pa te đọc lẹ te te. Anh trai mới nãy hỏi em là ai cho xin mở mic nha. Đàn em nghe cái phát âm của anh có chuẩn không để em chỉnh sửa cho. Pate. Em là giao này. Sao anh? À giao rồi. Anh phát âm giúp em cái từ pate. 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 Rồi, đúng rồi. Pate ni. Pate ni là nhà này ha. Pate ni, nhà này. À tục thơ a, tục thơ a là để làm cái gì chứ không có dùng làm cái gì, để làm cái gì. U út tờ tục thơ a, tục tha vơ, tha vơ, tha vơ. Tục này là gì? Tục này là để, tục là để nè. À, để là người Khmer, nhiều người Việt mình cái câu đó nói là ừ, dùng làm cái gì, nhưng mà người Khmer không có dùng làm cái gì, để làm cái gì. À, họ nói vậy. Tục là để ha. À, tục là tha vơ. Tha vơ là gì? Tha vơ là làm, đúng rồi. Tha vơ nói, nó hai âm tiết trong đó. À, nói lẹ tha vơ, tha vơ, tha vơ. À, người bản xứ thường nói là thơ thơ đó. À, nhưng mà không nên phát âm thơ đâu ha. Không nên phát âm. Tha vơ rồi gì ấy thôi. À, từ gì, từ ấy thôi. Cái từ gì này phát có nhiều phát âm được ba cách, phát âm được ba cách mà từ nó khác luôn chứ không phải phát âm nữa. Thứ nhất là mình nói a, thứ hai là gì, away, a vầy, nhưng mà cái từ away đó họ ít dùng, không có dùng. Một từ nữa là say, say cái đó là cũng gì luôn, hay là cái gì đó là cũng dùng say, nhưng mà từ thường dùng nhất là a này là gì. Anh Trấn, chỗ này mình phát âm không? Te ni tục thơ ấy, te ni tục thơ ấy, thơ ấy đây, te ni tục thơ ấy. Anh phát âm thử, phát âm, phát âm để em nghe coi phát âm có chuẩn không. Anh à, anh trai, anh trai mới nay hỏi đấy. Te ni tục thơ ấy. À đúng rồi, nhưng mà từng tự ha, hơi bị lớn âm rồi đây. Te ni tục thơ ấy.
Là liên tục thời. Thơ ấy. À, thời. Thơ ấy, dạ, đúng rồi. Tè ní, tục thơ ấy. Tè ní tục thời. Rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Tè ní tục thơ ấy. Rồi, anh chị nào cần hỏi câu nào tiếp theo? Ờ, thầy ơi, thầy cho em hỏi cái từ độc quyền á, là mình nói tiếng Cam như thế nào vậy? Phát đạch mục. Pha đạch mục. Nè, độc quyền pha không? Pha đạch mục. Pha, à đúng rồi, pha đạch mục. Nói lẹ ha, nó là cái âm pha đạch, pha đạch mục. Trong đó nó có ba, trong đó có ba âm tiết. Trong đó có ba âm tiết, nhưng mà khi mà nói lẹ, nó thành lại pha đạch mục. Thì nhấn âm giữa và âm đuôi. Âm giữa là âm thứ hai và âm thứ ba. Ha. Pha ha cho ách đờ. Ha cho ách đạch. U cho út mờ. Mục. À. Pha đạch. Chỗ này mà đập dính liền nhau luôn. Pha đạch. Pha đạch. Mục. Pha đạch. Mục. À đúng rồi. Mục. Pha đạch mục. Pha đạch mục. Pha đạch mục rồi. Chuẩn. Good. Dạ. Yeah. Nhà phải đặt một. Cố gắng nhớ tiếng Khmer. Khi có ba âm tiết đọc như thế thì nhấn âm giữa và âm đuôi. À, nhấn âm giữa và âm đuôi thường là như thế. À, giống như u sa ha cam, có nhiều từ giống như là công nghiệp gọi là u sa cam tới bốn âm trong đó. Nhưng mà nó không phải là dính. À, rồi phải đặt một. Phải đặt một là gì thầy? Đặt một là cái gì? Mới nay tự nhiên cứ quên hỏi vừa trả lời liền. Người hỏi đó độc quyền. Độc quyền, đúng rồi. Đạch mục. Độc quyền là giống như cái hàng hóa đó của mình chỉ có mình có thôi đấy. Là độc quyền của mình đấy. Hồi nãy cái anh kia hỏi cái câu mà cái nhà này để làm cái gì à. Là sao ta em cũng chưa hiểu ý đó. Thì không sao, thì nói chung là anh hỏi thì em thầy cũng chưa hiểu ý nghĩa là muốn hỏi là cái gì, nhưng mà hỏi như thế nào thì thầy đọc nói như thế thôi. Dạ, à, chưa câu chuyện. Phát tên đi. Tục thừa ấy. Tục thừa ấy. Đúng rồi, tè đi tục thừa ấy. Thầy cho hỏi cái từ túc nó có nghĩa là cất giữ nữa phải không thầy? Đúng rồi, cất giữ để. À, cất giữ để. Để là gì? Để tôi làm đấy. Tục nhung thừa. À, dùng được nhiều ý nghĩa lắm. À, cái từ tục này á. À, tục là cất giữ để. Đúng rồi, tục cất giữ để. Tục nên nặng á, à, để đó đi. Để ở đó đi, à, như người Việt mình nhiều người gọi là đặt ở đó đi, à, đặt trên bàn đi đấy. À, à, cũng dùng từ tục đó luôn. À, tục nhâm thờ vơ tha vơ để tôi làm. À, tục nhâm thờ người Việt mình có từ là để tôi làm hay chờ tôi làm phải không? À, để dạ. Tôi làm hay là chờ tôi làm, thì cái chỗ mà chính giữa mà nói để tôi làm hay chờ tôi làm đó, đó là mình dùng từ tục đó luôn. À, tục nhâm thờ. Khi nhôm tục anh đi, à tôi cắt cái này được không thầy? Được cố gắng trao dồi câu đi khoảng 10 bữa, tuần lễ tới 10 bữa này bắt đầu tạo câu có sai rồi chuyện tạo câu là chuyện bình thường, sai là chuyện bình thường, tại vì cái có nhiều từ người Việt mình chỉ dùng một từ, giống như là từ nghe đi. Từ nghe người Việt mình chỉ dùng một từ nghe thôi, nhưng mà người Khmer họ có hai từ ha. À, họ sẽ dùng trong ngữ cảnh khác nhau ha. Cái đó mình phải tự nhớ rồi. À, cái từ nghe người Khmer có hai từ. Từ thứ nhất là từ sđap. Sđap sđap là gì? Sđap là nghe, đó là nghe, gọi là nghe chủ động là mình dùng từ sđap ha. Còn nghe thủ động là lư, dùng từ lư. À, nghe chủ động là như thế nào? Chủ động là giống như là mình nghe nhạc, nghe người ta nói chuyện với nhau, mình lắng nghe một cái chuyện, một vấn đề gì đó là mình gọi là stop. À, stop. Rồi còn khi mà mình đang đi mà ai kêu mình đó, mình không được chú tâm để mà mình nghe trước á, không có được chuẩn bị mà mình nghe á, thì mình dùng là lư. Đó, nó có hai trường hợp như thế để mà mình dùng từ. À, cái đó là ngữ cảnh khác, một cái ngữ cảnh khác. Cái đó là cái sự khó về ngôn ngữ. Rồi, có câu hỏi nào thêm? Bao nhiêu đó, hôm nay chỉ học 4 từ, không 4 câu thôi. 4 câu tại vì từ nó cũng nhiều lắm. Chia ra từ khoảng nhiều đấy. Chia ra từ có khoảng cũng mười mấy từ đấy. Mười mấy từ trong 4 câu đấy. Quan trọng là phát âm chuẩn ha. Có anh chị nào?
Hả? Sao? Em nghe. Chị muốn hỏi gì? Technically to verb. Dạ đúng rồi, technically to verb. À, technically to verb. Verb là được. Ha. Ừ. Thầy đọc lại chữ nhà không thế thầy? Pate. Pair. Không. Chị đọc chậm á. À, thường mới học ngôn ngữ mới thì khi mà đọc chậm á, pa te. Pa te. Đúng rồi, đọc lẹ vô, hai âm đánh tập. Pa te. Pa te, đúng rồi. Pa te. Pa te. Pa te. Pa te. Có nhiều bạn họ phát âm chia sẻ giống như phát âm dính với nhau liền luôn. Khó lắm, học viên không có nghe được kịp đâu. Không phải giống như là người mình đã nói quen rồi thì mình nói như thế nào cũng được. Đọc từ từ. Giống như em chia sẻ cho những bạn học tiếng Việt á, người Việt mình dùng từ cũng khó dùng. Tết này tục dường nhầm bia. Nhầm bia. Ok, nhầm bia. À, dùng, nếu mà nói mà nhầm là dùng rồi, dùng bia đi. Nhầm đó nó có thể thay thế là từ dùng. Dùng nó uống. Không dùng được. Dùng rượu. Dịch uống rồi. Thầy, uống là phải. Em hỏi dùng với sử dụng nó khác nhau không thầy? Dùng với sử dụng mà. Dùng ở dạ. Phan. Mà nói về cái từ dùng ha, cái từ dùng ý nghĩa của người Việt mình có hai nghĩa. Một cái là dùng bằng cái từ ăn. À, muốn nói là cái từ dùng ăn hay là muốn nói là từ dùng xài đồ. À, hay ý nghĩa như thế, cái từ dùng á. À, dùng đồ và dùng cơm. Dùng đồ có nghĩa là dùng điện thoại. À, dùng điện thoại thì người Khmer họ sẽ dùng cái từ dùng nó khác, còn dùng cơm họ sẽ dùng từ dùng nó khác. Mình phân biệt cái đó trước là mới dùng cái từ sử dụng. Thì cái từ dùng điện thoại là nó bằng với từ sử dụng. Đúng không? À, thì dùng đó mình dùng là para. Para. Ví dụ là anh sử dụng điện thoại này. Sử dụng điện thoại này tốt không? À, bon para turasap ni là o o. Dùng từ para ha. Para đó, cái đó dùng điện thoại. Viết à, lên đường này, viết lên. Bon para. À, ok. Đây. Yeah. Bon para. Bon ra tu rô sáp ní rô sáp ní là o ọt la o ọt. Đây, khi mà mình viết ra như vậy nè, phải phân biệt đó. Tại vì thầy thường chỉ là viết từ lẻ thôi. Bon này là gì? Bon này là anh nè. À, nói từng từ ha. Bon là anh. Para, đọc là para. À, hai âm tiết. Para này là dùng hay là sử dụng mà. Para. À, tu rô sap là gì? Điện thoại. Tu rô sap. Rồi từ tiếp theo là ni. À, ni là gì? Ni là này ha. Ni. À, la o là tốt. Ot nè, ot là không. À, anh sử dụng điện thoại này tốt không? Bon pra turasap ni la o ot. Thì khi mà mình dùng trong ngữ cảnh khác thì mình cứ thay thế nó thôi. Thay thế từ điện thoại thành là cái gì đồ gì khác đó. À, anh sử dụng đồ của tôi tốt không hay cái gì đó, sản phẩm của tôi tốt không gì đó, cứ chen nó vô thôi. Thế thôi. Rồi, anh chị nào cần phát âm cái này thử. Phát âm, em nghe thử. À, phát âm thử. Bon pra tu rô sap ni la o o. Chuẩn, đúng đó. Bon pra tu rô sap ni la o o. Cái này là mình phát âm theo chữ và phát âm theo chuẩn âm của họ ha. Chuẩn âm. Còn khi mà nói thực tế, có nhiều bạn họ sẽ nói là bon phở. À, họ nói phở như luôn. Bon phở tu rô sap ni la o o. Bon phở tu rô sap ni la o. Bon phở. Cái từ para này á, nó thành lại từ phở luôn. À, thì có nhiều bạn hỏi là ơ thầy, bây giờ em phát âm theo cái từ phở hay là para? Thầy khuyên nên dùng cái từ para đi em. Yeah, para.
bọn bờ thôn là sao đi lo ọt đúng chỗ bọn bờ thôn là sao đi lo ọt 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 bà giống như nếu mà mình học phát âm tại vì bây giờ nó đã hút giờ rồi cái này mình nói về ngoài 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 bài của mình ha. Nếu mà mình học phát âm theo chữ chuẩn theo chữ thì mình nghe những người mà người ta đọc tin tức, người đọc tin tức, người đọc dự báo thời tiết, nói chung những gì họ nói trên tivi là họ sẽ phát âm theo chữ hết chứ họ không phát âm nó không theo giọng nói thực tế tại vì họ đọc theo chữ mà. Đấy. Hay là karaoke cũng như thế là họ sẽ ca theo chữ chứ không có đó là chữ giống như tiếng Việt của mình thôi. Tiếng Việt của mình những anh chị mà đọc đọc tin tức cũng đâu có phát âm theo đâu có nói từ giống như là từ này đi cái từ này là thường là người miền Nam mình là nói chuyện này nói từ từ gì phải không là gì nhưng mà đọc tin tức giống như VTV1 gì thường là đọc gì không á đọc theo anh chị miền Bắc gì thế cái này cũng là thực tế như thế ha. Rồi có câu hỏi nào thêm không sản phẩm độc quyền thầy đọc sao đây cái gì độc quyền mới nãy hả à, sản phẩm Polita Paul có đặt một Polita Paul rồi bây giờ mình nói về sản phẩm ha. Sản phẩm là mình nói là Polita Paul đây hiểu biết Paul ê nhỏ xíu gì à, viết lại cái nó bị nhỏ xíu quá Polita Paul là sản phẩm Polita Paul nói về từ sản phẩm trước tại nó hơi dài anh phát âm giúp em từ Polita Paul à đúng rồi Polita Paul pha đặt một đây pha đạch mục mới này em có chia sẻ cho một pha đạch mục này pha đạch mục này là đọc độc quyền này pha đạch mục nè thì gom lại với nhau Polita Paul pha đạch mục rồi phát âm thử Polita Paul pha đạch mục pha đạch mục pha đạch ha pha đạch phát đạch có nhiều âm mình phải nhìn cái khẩu miệng phát đạch chứ khác khẩu miệng nó không ra âm đó phát đạch một phát đạch một cái âm nó âm đức phát đạch một đúng rồi phát đạch một là độc quyền phát đạch một đúng rồi sản phẩm độc độc quyền phát đạch một Nikichia ví dụ mình nói là Nikichia phát đạch một robot nhôm đây là sản phẩm độc quyền của tôi nơi không trong hôn xế nhập miền tì à, trong công ty khác không có đâu ha à, chỉ có tôi có thôi miền tạc nhóm mới miền tạc nhóm chỉ có tôi miền tà ta này là chỉ miền ta chỉ có nhóm là tôi miền này à, bon the bon bà bon vô cái này giống ví dụ là mình đem cái sản phẩm mình đi giới thiệu cho khách hàng mới à, mình chia sẻ về sản phẩm của mình ha đó để tôi để giá cho anh đặc biệt trăm nhóm tục đầm lấy pizza hay bòn ngày sau anh chị sẽ đàm thoại như thế đấy đàm thoại giống như là em sẽ tạo một cái câu chuyện gì đó về giới thiệu sản phẩm về cho khách hàng thì có một anh là A chị là B thì khi em nói là anh A nói như thế nào và chị B trả lời như thế nào nhưng mà em nói tiếng Việt thì anh chị sẽ nói tiếng Khmer khi mà anh chị sai chỗ nào em sẽ chỉnh sửa theo đó liền luôn trực tiếp giống như thế luôn à, đấy cái đó là cái sự thực hành để nói chuyện khi mà mình ra ngoài mình nghĩ là mình nói liền trong ngôn ngữ khi mà anh chị không trả lời được cái câu mà mình muốn nói khoảng 3 giây là cái đó là chưa có giỏi chưa có thành công ha. Cố gắng nói như thế nào được nghĩ liền nói được trước 3 giây trong cái câu đó đấy thì làm như thế nào thì mình phải học cho nó thuộc lòng nhiều đi cố gắng bây giờ đầu tiên là học thuộc lòng trước này nhớ khi mà em hỏi câu đơn giản nói như thế nào
chút xíu nữa mình sẽ gặp những câu mới nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới giờ rồi. Rồi có nếu mà có anh chị nào thắc mắc về câu hỏi nào thêm thì cứ nhắn tin trực tiếp với em để mà em chia sẻ thêm ha. Rồi tạm biệt. À, chúc anh chị ngủ ngon ha. Ngày mai hẹn gặp lại. Cũng cũng thời gian. Rồi, chúc thầy ngủ ngon. Chào thầy. Dạ, chào chào anh chị. Cảm ơn anh chị nhiều. Chào thầy, chào mấy anh chị. Dạ, chào anh chị. Chào biệt lia. Ba chào biệt lia bon bon tất cả anh em. Ba chào biệt lia. Ha chào biệt lia ha. Chúc sập ban lo. À, sập ban lo. Chúc mọi sập ban lo. Sập ban lo. Ơn cần tràn chào biệt lia. Ba, ơn cần tràn. Nói gần hơn là. Thấy anh chồng em không? Ha ha ha.